Ôi, có cuộc vui anh em ạ. À. Ê, cả nhà đâu nhỉ? Có cuộc vui. À, đi kiếm tiền theo lời chim sẻ. À, chào anh Huỳnh công tặng nhá. Sao tự nhiên xô vào ủy ban làm gì á? À... Thì sao ấy? Ủa đi sao mà chả nói gì vậy? À, hay là lên tòa soạn, hay là lên tòa báo. Hả? Wow. Cả nhà chia sẻ giúp cái. Anh em mình đang đi kiếm tiền theo lời chim sẻ đây. Chim sẻ đang chỉ cho mình đi kiếm tiền nhiều nhiều nữa để cho chim sẻ đấm vào mõm thêm ít tiền. À, chào Phú Lê nhá. Chào Nguyễn Hồng nhá, chào Tiêm Ni Nguyễn nhá, chào Trung Đại. Mệt người. Chào Đức Nguyễn, hello, chào Đức Nguyễn. Chào Huỳnh Công Tặng, chào Lê Ngọc Thắng. Wow. Có gì không? Sao nó lại buồn ngay cái lúc này nó thế mới khó chịu nữa. Wow, không lẽ là cuộc gọi là có anh em tiếp thị tới à? Có thì vui lắm á. Hay là đây là ủy ban? Đây ủy ban quận đúng không? Phải ghê luôn. Sao xui xẻo thế trời? Quá xui xẻo luôn á. Xin chào Hải Ngô nhá. Cả nhà chia sẻ cả nhà ơi. Cả nhà chia sẻ lấy đi kiếm tiền đấy nhà ơi. Chào Trần Toàn ơi. Lúc này là Thành đang đi thực hiện cái quyền giám sát của công dân được quy định theo khoản 2 điều 8 Hiến pháp nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyền giám sát của công dân đối với người thực thi công vụ. Đi đâu là ra? Chắc là giải tán rồi. À, giải tán mất rồi anh em ạ. À,
Nói như Tony Nguyên đúng rồi đấy. Làm sao bây giờ? Buồn vệ sinh quá. Phải đi kiếm nhà quán cà phê nào ơi. Ông đâu? Ông có quay lại không? Đến đây anh gọi ông hỏi anh ơi. Anh kêu có người qua. Hả? Ông nói có người qua. Đang đợi xem có trường hợp nào là vẫy vào xử lý thì Thành sẽ theo dõi. À, đang đi thực hiện quyền giám sát của... À, cảm ơn bạn Dũng Phan. Khu vực này Thành đi là Thành không dành nhiều về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà đi trên đường mình thấy làm việc thì mình đứng lại mình giám sát xem có cái gì nó hay hay không thôi, chứ không có gì hết. Chứ nhiều khi anh em cứ bảo là đi phá người ta, đâu có phải là phá người ta, không có phá, mình đi giám sát thôi. Trời ơi, đã sợ thì không đi bạn ơi. Bạn hỏi là không sợ, sợ nó đánh à? Không, sợ thì đi làm chi. Tại sao phải sợ đó? Chào Phương Phương Hoàng nha, chào Nguyễn Đình, chào Đỗ Tuấn ạ. Đúng rồi, bạn Trần Đình Khải được thực hiện theo quyền giám sát của Hiến pháp khoản 2 điều 8. Chúng ta đâu có làm gì đâu, đúng không? Khoan khoan, em để xích vô sát tí nữa cho anh đỡ nắng ha. Cái xe này, xích vô đây nè. Sau kỳ ra chắc là phải tắt đi thôi, lát nữa lên lại quay lại xem làm sao các bạn ạ. Chứ để kiểu này chắc hồi đứng rồi chả có ai xuống, hôm nay mới tới thấy đông đông xong giải quyết đi hết rồi. Để Thành tắt like đi một vòng xong quay lại xem sao nhá.